khẩu chưa cay lại lùi. Tối nay đây tài sẽ đi động Đồng Tháp Cao Lãnh. Ra ra vườn hoa em chơi. Em muốn hái một bông hoa đẹp. Hoa sắc thắm nhìn em hoa cười. Em nghe lời cô dặn không hay. Vì hoa này là của chúa. Một, hai, ba, cha. Nó rất là ba gai. Nói ủa trái cây ở đâu vậy em? Nó kêu là của fan em tặng, em được fan tặng rất là nhiều. Anh không được ai tặng gì hết. Má thì mai kêu một xe tải trái cây này ướp ra luôn. Mai kêu một xe tải trái cây này ướp ra luôn. Đi quá mời rồi. Không. Mày mày cái tính, cái bản tính mày không bỏ. Thôi nào quá. Ốc của ai mua? Đúng. Ốc của ai mua? Ốc của em mua. Anh mua. Anh em bắt... mới nói là của người ta tặng em. Đúng rồi. Rồi anh bán ốc rồi em mua ốc ở đây thằng cái nào em chửi với mặt anh. Anh bán ốc mà. Anh bán ốc ở đâu thuốc bà địa lận em không mua được. Ủa người ta ship cho em được mà, em nói gì kỳ vậy Ngọc? Em có bao giờ bỏ tiền em mua cái gì đâu, em toàn lấy đồ của fan tặng em không à. Em có nhiều khán giả yêu thương. Mà khán giả yêu thương mình là mình phải ăn, chứ đừng thể nào mình tặng mình cái bình dục của cho tiến lực. Thứ nhất là mình coi fan không ra gì, thứ hai coi tiến lực không ra gì. Ủa tiến lực là phải là dân đi xin ăn. Anh thì xin ăn em thiệt mà. Tôi có xin đâu. Em nhất quyết không cho mà anh cứ kêu trái cây em đâu rồi Ngọc. Chẳng lẽ em nhỏ mà em mất dạy như vậy. Nghe xong chưa mất dạy. Em nói câu kia làm sao, em nói câu kia làm sao. Đâu cái gì của ai tặng em nói coi. Em nói coi. Em nói coi. Đó, giờ hát ở khu thương mại siêu thị đồ để xuống thang máy đồ. Cảm ơn Lan Ngọc đây, rất là nhiều. Đây là bảo bối. Lộc. Đúng rồi, Lộc. Anh Lộc bà. Chắc chắn anh sẽ được như em vào năm sau. Bây giờ mình cầm Lộc này về mình sẽ làm như thế nào vậy cô? Cô ơi, cô ơi. Bà Tiên đã đi rồi. Nhưng bà đã cho Lâm một trái cà giót. Giờ Lâm sẽ làm theo lời bà cô Tiên. Bà thủy ngày thứ hai của dạ đó là những cây kẹp màu sắc rất là lấp lánh. Mình phá tan cây kẹp mình, màu sắc chỗ nào mình phá tan đi cái không khí xui xẻo đang đuổi ngày hôm qua với cái mái ngố rất là đẹp nhưng mà không hợp với dạ. Một cái mái làm cho cái mặt dạ tràn ra khỏi cái mái. Ngày hôm nay khi mà mình thay đổi phong thủy như vậy thì thực sự ra mình thấy nó vẫn vậy cả nhà. Là tất cả mọi việc nó không phải là chủ yếu vào phong thủy đâu mà do cái vía mình nữa. Không biết tại sao khi mình đến với bạn nào bạn nó cũng thua tay tu tay tả. Cho nên đó là lý do mà từ trước đến nay, từ nhỏ đến lớn dạ không hề dám mở hàng bất cứ cái quán nào cả. Rất là sợ. Em hiểu cái quán mà chị sắp khai trương rồi. Chị dạ chị sắp đến thì chương. Dạ sẽ đến ủng hộ cái spa của Ngọc ở bên quận 9. Spa đã sập tiệm rồi nên cũng không còn cơ hội được tới. Thiệt luôn hả? Trời cái spa em dẹp rồi hả? Em dẹp rồi. Sao ế quá cô? Tại vì lúc mà chị hứa là qua để làm hình ảnh á. Nhưng mà chị không có qua. Thì sau đó em buồn, em suy nghĩ nhiều quá rồi em không có tập trung vào công việc kinh doanh của mình nữa. Là một phần là tại chị. Thật không phải, tại vì chị cũng muốn đến cái spa quận 9 của em lắm. Nhưng mà bởi vì cái địa lý nó trắc trở đó. Nó ở nằm vùng ven, nó hơi xa. Và cái cơ sở vật chất của nó cũng không cao cả nhà. Nó rất là heo hắt. Và cái điều kiện về nói chung là nó kỳ lắm, nó thiếu thốn đủ thứ hết. Nên dạ cảm giác không yên tâm khi mà giao cái nhan sắc mình đến với spa của Lan Ngọc đó. Không, thật sự là mọi người phải tập trung và chú ý nha. Ngọc không có chăm sóc cho chị dạ về nhan sắc. Tại vì thật ra là đối với nhan sắc này thì Ngọc không thể nào làm gì được nữa. Ngọc chỉ có là những cái bộ phận xung quanh trên người chị thôi. Gia đình em theo chị được biết cũng khá là khó khăn phải không? Dạ, tại vì khó khăn quá nên em phải làm đủ thứ nghề hết. Quán bên kia em làm thì có con bé tên là Vĩ Dạ. Xấu người xấu nết. Mình bên kia bán gì? Bán tàu hũ thôi chị. Có một món à hả? Một món duy nhất tàu hũ thôi. Trời ơi. Món nào cũng được chị ơi.
Bốn. Thì đó bây giờ nhà có bao nhiêu người? Nhà có hai anh trai thôi. Bắn ngay mỏ luôn á trời. Ủa khách chưa tới hả? Khách tới rồi, hãy mời khách vào đây. Quán xa đâu không thấy ai ra đón hết trơn vậy trời. À, dạ mời quý khách vô nhà hàng ạ. Xin chào chị. Dạ. Chào chị. Dạ mời chị. Đào xin quá, chào em. Quá. Dạ em chào quý khách. Mời quý khách ngồi ạ. Dạ dạ xin lỗi chị. Dạ em xin lỗi. Dạ em xin lỗi. Dạ dạ. Cái hàng gì phục vụ kiểu dạ, gì dạ, vậy? Dạ, dạ lỡ tay lỡ tay. Em làm cái gì? Em làm cái gì? Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em sai rồi. Em xin lỗi ai? Em xin lỗi quản lý. Ủa, dạ. Có khách hàng tới mà không ai phục vụ gì hết trơn vậy? Dạ, 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 chị cứ yên tâm. Dạ. Cái gì vậy? Người ta đổ mồ hôi hồi nào mà lao trong đó. Đây là khách quý chứ không phải là em bé nữa chứ. À, dạ, xin lỗi chị. À, chị đi đường xá xa xôi chắc là khá là khát nước hay gì hả? Dạ, đúng rồi. À, tôi cần một cốc nước giải khát. Một cốc vậy. À dạ. Đó. Ủa chị, chị bị gì vậy? Em làm cái gì vậy? Em làm cái gì? Phục vụ phong cách mới mà. Em làm vậy là chết rồi. Tại sao lại để cái ly nước của tôi dưới đất? Ủa tại sao vậy? Phục vụ tôi kiểu gì vậy? Dạ 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 em xin lỗi quý khách. Dạ dạ xin lỗi quý khách. Đây là phong cách mới của nhà hàng em. Không hề có phong cách nào kỳ cục như vậy. Nghỉ việc đi. Nhanh lên. Bây giờ sao? Một là em bị đuổi. 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 Em làm ơn. Em đừng để tôi mất mặt có được không? Em làm ơn sống vì em đi. Quản lý nghĩ là em phải sống vì em thì nếu như em bị mất việc gia đình em sẽ lao đào khốn đốn. Đúng. Tại sao mình lấy gì người ngoài? Đúng là thương yêu gì mình đâu. Không bao giờ thương yêu em đâu. Mỗi lần mình làm sai cái gì người ta chửi vô mặt mình. Người ta dè biểu em, người ta lăng mạ em. Đúng. Sống vì mình đi. Chị nói đúng. Cầm lên. Giải khát có nghĩa là nước lọc chứ không phải là nước này. Chị ơi. Và tôi cần có đá. À thôi người ta không thích. Xin như con lăng quăng. Đau quá. Ở đâu những món đặc sản ở trong quán đây? Không 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 có luôn. Dạ đây. Dạ đá nè. Đó. Em nãy em chạy dưới sàn xong rồi em lấy nước đá. Em để lên tay chị cho chị ăn hả? Gấp gấp cái gấp. Ly đâu vô lấy cái ly nhanh lên. Dạ. Bé nó luôn tạo những điều thú vị trong quán đó chị hả? Ờ đi sống gì mình đi. Chị ơi, gia đình em đang chờ đợi em đó. À, nghỉ việc đi. Chị đừng có đuổi việc em nha chị. Chị em xin chị. Em yên tâm, chị sẽ không bao giờ đuổi việc em đâu. Đi vô đi nhanh lên. Người em đang nóng lắm. Dạ, dạ, con muốn cái đó. Con bé này. Cứ hay giỡn như vậy thôi. Dạ, em xin lỗi. À, thôi, à, ở trong nhà mà hàng mình có những món nào thì cứ... Ở đây có bao nhiêu món vậy em? Dạ, ở đây tụi em chỉ có một món duy nhất thôi á. Món gì vậy em? Beef steak. Cái gì steak? Cái gì? Steak. Beef. Steak. Dạ món bò chiên đó chị. Bò chiên. Dạ. Món đó là món gì lại em? Bỏ con bò lên xong rồi chiên qua chiên lại. Bỏ một miếng thịt thôi, không có chảo nào đựng hết một con bò. Bỏ miếng thịt lên, đảo qua đảo lại ở trên chảo gọi là bò chiên beef steak. Nhưng mà ngoài món bò chiên ra còn rất là nhiều món nữa, em có thể giới thiệu sơ qua đi. Giới thiệu. Ở trong đó có món là chai la hét.
nghĩ gì thịt bò thúi. Cái món gì lạ luôn thịt vậy? Bò thúi thịt. Mình sẽ treo hai miếng bò lên, sau đó sẽ dùng súng bắn đùng 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 đùng. Thôi rồi để em đi vô lấy cái cục thịt bò thúi đó ra cho chị. Ok em. Bé dễ thương ha. Nhanh lên em ơi. Chị hả cưng? Dạ đó là tuyệt chiêu của em khi mà phục vụ trong nhà hàng. Bây giờ sao vậy? Dạ được rồi chị. Em à, người không vì mình trời tru đất diệt đó. Tội nghiệp người ta lắm chị. Mẹ già đang bệnh nặng, em là trụ cột chính của gia đình. Nhưng mà hành hạ tôi quá, bây giờ tôi không muốn làm nữa được không? Đúng. Yeah. Tôi muốn nghỉ vậy. Em muốn nổi loạn à? Tôi nổi loạn luôn. Nè, bởi vì sao em nè, em đừng có như vậy em. Giờ chị luôn coi em như một người em gái, chị luôn thương yêu em mà, đúng không?